Trời đất ơi, nghỉ học mới có 2 ngày mà hôm nay trở lại trường em Cherry nhà mình lại mít ướt nữa rồi. Kiểu này ba mẹ phải suy nghĩ lại cái việc có nên cho Cherry học vào thứ bảy chủ nhật hay không nữa nha. Mới sáng sớm mặc cái đầm con chuối xinh đẹp như thế này nè, em tưởng là được đi chơi, ai ngờ thấy ba Duy cầm cái cặp trên tay thì em bắt đầu ăn vạ rồi. U là trời, xem cái nết của em Cherry nhà mình, mẹ ẩm không chịu, nội ẩm không chịu, cứ một mực đòi ba Duy ẩm con vào lớp cơ. Ta nói con gái lúc nắng lúc mưa là có thật, bình thường em sẽ tự đi vào lớp mà hôm nay xoay ba mẹ như chong chóng vậy đó. Mèn đét ơi, vừa thấy cô giáo xuất hiện một cái là em chồm qua mà quên ba mẹ luôn. Khoan, dừng khoảng chừng là 5 giây. À, ba mẹ vào lớp đi đã chứ. Trộm vía dạo này Cherry đi học ngoan lắm mà nha, được các cô ở trên trường rất là quan tâm và yêu thương nên ba mẹ cũng tập trung làm việc mà không cần phải dành thời gian nhiều để xem camera nữa đâu. Có ai thắc mắc là tại sao tay của Trinh Toàn là màu sắc như thế này không? Để có được phiên livestream vài trăm đơn hàng thì việc chuẩn bị vô cùng là quan trọng. Với cái bảng màu siêu xinh như thế này thì có ai bị đốn tim không nè? Son Rosie an toàn cho cả mẹ bầu và mẹ bỉm nên mọi người yên tâm sử dụng nha. Những ngày đầu tháng của kho nhà em đây ạ. Ghé kho một chút thôi mà hàng hóa chóng mặt quá chừng, đơn hàng ngập cả lối đi luôn á. Trộm vía là son Rosie an toàn không chỉ không thủy ngân được khách hàng ủng hộ rất là nhiệt tình, cho nên các bạn nhân viên nhà em đóng hàng mỏi cả tay luôn. Để đạt được con số 24.000 đơn hàng chỉ trong gần 4 tháng là nhờ tất cả tình yêu thương mà khách hàng dành cho shop nhà em. Son sáp thì chuyên về dưỡng môi mềm môi, son kem thì lì lâu trôi hơn. Bảng màu thì siêu xinh ở trong giỏ hàng, cả nhà thoải mái lựa chọn nha.